Nói gì linh tinh đó nhờ. Anh Hiếu có vlog mới à? Xe Mercedes. Trải nghiệm villa 30 triệu một đêm tại Phú Quốc. Ôi. Flick, flick, flick. 30 triệu một đêm. Flick. Hello, xin chào mọi người và đã trở lại với kênh của Gemesis. Mình biết là cũng khá là lâu rồi mình chưa quay cho các bạn xem những cái video du lịch hay cái video đi chơi nào của mình cả. Đơn giản thôi là trước đó nó là Covid, rồi sau Covid thì mình tập trung vào lại công việc nhiều và cái dự án bơ bán bò cũng khởi đầu nữa. Nên vậy mình không có cơ hội để có thời gian rảnh để có thể đi du lịch nhiều như hồi xưa mình đi. Nhưng mà hôm nay thì tiện là vợ mình chú Bảo Trang thì có việc ngoài này với bên Intercontinental Phú Quốc, là Trang có hợp tác với họ và mình thì mới có cái sinh nhật của mình mới qua, thì mình cũng nghĩ là đây là một cái cơ hội mà cũng hợp lý để có thể như đó bỏ một tí thời gian ra để mình có thể một đêm 30 triệu chill. Làm bằng bốn cái sự kiện đi phải là đi bố mình vợ chồng nữa, mà nếu mà là tôi sẽ chơi sự kiện tổng cộng là 8 người, chơi sự kiện một ngày. Bình thường người ta đi du lịch người ta đi 3 ngày đúng không, tôi đi 2 ngày thôi, 3 phòng ngủ, tôi sẽ ở lại 1 ngày để tôi chơi sự kiện và mọi thứ ở đây họ bốn dòng sự kiện kiểu châu Âu đó. Thì cái không gian họ đang làm đi, ít nhất cái phòng mình đang ở đi ngay bây giờ đi, là cái đây là phòng khách và phòng này các bạn có thể được nhìn thấy luôn là nó rất là thoáng, rất là open. Đẹp chưa? Trần rất là cao. Từ đây là có cái phần bếp nè, bếp thì bếp và như là bàn ăn thì mình không có nói gì nhiều rồi. Đẹp thì đẹp đó, nhưng mà 30 triệu như này ở được mấy người ta thì mình không muốn nói về nhiều. Phòng ngủ của họ đi thì đây có tổng cộng là mình nói 3 phòng ngủ, 3 phòng ngủ, 2 phòng giường đơn, 6 người, 1 phòng giường đôi. Cái vibe mà họ mang lại đây mình thấy rất là chill, rất là relax, nhìn là biết là có sự đầu tư ở trong cái này rồi. Thế thì 30 triệu cũng rất là free, và các bạn cảm giác như là các bạn thoải mái muốn làm gì làm, nó cảm giác không đắt đúng không, không nghe luôn là vậy. Còn mình sẽ ở đây chơi 3 ngày nữa và mình sẽ review cho các bạn luôn ở đây có những gì, và cũng có bỏ ra một tí thời gian luôn có thể tâm sự với các bạn luôn về tất cả mọi thứ hiện tại và cuộc đời của mình. Mình khi mà nói mà sinh nhật mới qua, mới đổi qua tuổi 34, cũng có nhiều suy nghĩ trong cuộc đời phải nên nghĩ về và cũng muốn chia sẻ ha. Alright. Yeah. Còn bây giờ chắc mình sẽ quay tiếp khoảng luôn những cái activity, những cái thứ mình sẽ trải nghiệm activity. Ở đây. Alright. Đẹp chưa? Mới đúng không? Chỗ này mới xây xong hay sao chứ? Đẹp quá đấy à. Không biết cái chỗ này có thiếu DJ không nhờ? Búp em đánh DJ chưa? Em dạo này cũng gọi thầm thạo rồi đó. Mượt mượt rồi đó chứ. Thiếu DJ không ta? Ok, hiện tại bây giờ mình đang đứng ở đây. Đây là cái sảnh chính của Intercon Phú Quốc. Lúc nãy bọn mình tới đi thì bọn mình có được phép là chạy xe, bọn mình thẳng vô đến cái khu villa luôn. Còn nếu mà các bạn đến đây, các bạn có thể book phòng, các bạn book phòng lẻ đi, coi như là phòng khách sạn đi, thì các bạn sẽ tất nhiên là thông qua đây. Đây chính là cái sảnh của khách sạn Intercon. Và từ đây luôn là các bạn sẽ check in tất cả các phòng của các bạn, tùy các bạn book ở đâu. Thì nó có tất nhiên là villa lớn, villa nhỏ, và tất nhiên là có từ cái phòng lẻ ra. Ở đây thì theo mình thấy là có thang máy và tất cả mọi thứ. Nhìn sơ như vậy thôi, nhưng lấy mình có bay fly cam qua mà nhìn sơ qua nó to lắm. Wow. Nó to hơn là mình tưởng tượng luôn, nó thật sự là nó rất là rộng. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn luôn vô bên trong và xem coi trong Intercon có những gì đẹp hết. Intercon là một cái thương hiệu, một cái brand thật sự là nó khá là nổi tiếng rồi. Intercon Phú Quốc là mình đang hiện tại mình đang ở đi, thì mình đang trải nghiệm một cái nơi mà phải gọi là you know, từ dịch vụ qua đến không gian, qua đến phòng đánh giá, thật sự là phải gọi là 5 sao lên vậy. Và phần giá cả thì nó cũng hơi chua một chút, hơi chua một chút. Về cái phần giá cả thì mình sẽ nói sâu sau đó, nhưng mà trước mặt ấy, thì bên đây thì thật sự cặp nào mà kiểu mà mới cưới nhau gì mà khó có baby đúng không? Đi Intercon Phú Quốc gì đi một gì đi hai, đi hai gì ba, hoặc là đi hai gì bốn luôn á chứ. Mình view hơi bị đẹp. Mình tới luôn, mình đánh giá khá là cao về Intercon Phú Quốc. View như thế này đi hai về ba hoặc về bốn á. Những nơi mà khách sạn cao cấp như thế này thì họ cố gắng sao mà họ sẽ có tất
cả những gì mà các bạn muốn hay you know, cần thiết hay là yêu cầu đi thì cũng người ta sẽ có tại nơi luôn. Như là đằng sau mình ở đây là tiệm bánh này, thì họ yes chỉ riêng cái khách sạn này thôi, họ có cái tiệm bánh riêng nữa. Nhìn thì cũng gọi là wow, cao cấp luôn đấy, nó thật luôn đấy. Nhìn như vậy thôi mà mình không biết một ngày nữa mà ở khách sạn đi thì bao nhiêu người thật sự là mua bánh. Nhưng mà rất mệt. Trong đây chắc bán bánh xèo. Đây vô. Trong đây chắc bán bánh xèo ở đây mà. Đúng không? Các loại bánh này tôi nghĩ chắc có bánh xèo. Không thiếu cái gì cả. Rất là nhiều option luôn. Nó như là một cái tiệm bánh ở trong ở Sài Gòn luôn đấy. Đó. Rất là professional. Không có bà bánh ngọt à? Gần như là cà phê luôn thì phải. Đó, cũng là một quán cà phê luôn. Ra vậy. Họ có on-site luôn, tại nơi luôn. Đợi nhé. Có mì gói nè. Có mì gói. Hết hồn nhà tôi nhìn ông này em tưởng tôi giống ông pha bồ thế nhưng mà không phải. Mà lem. Tưởng pha bồ không? Ăn nhẹ đi bơi. Bơi hả? Chờ đang đói rồi. No, 7 triệu chai rượu, no, 7 triệu chai rượu lần. Đừng có dù. Ông còn chỉ mình không lại, chi nào, mà lem, no. Không 7 có. Triệu một chai rượu á. Chết người. Nhìn đói á nhỉ. Một dòng sự kiện. Một chai. Yes. Một chai là một dòng sự kiện. Mà rượu uống vô mà nó tiêu hóa, mình đi gọi là vệ sinh ra mất. Mình chơi sự kiện FIFA thì mình chơi nhiều khi mở ra những con ngon thì nó vẫn còn ở đó hoài, đúng không em? Tôi thì tôi sẽ chơi sự kiện FIFA đấy. Yes, I try. Okay. I hope. Yes. Me try. Okay, thank you. Mới được dớp quảng cáo nè, quảng cáo hơi nhiều, thông cảm nha. Từ đây đến cuối tháng là anh em chỉ nghe sự kiện thôi ha. Thông cảm cho Khoa. Khoa bán linh hồn cho quỷ dữ rồi. Bị tắm hồ bơi hay mình kayak? Thì cả hai. Ủa, sao kia tắm biển? À biết. Kayak mà. Kayak mà. Là một người đang chọn cái gì? Đúng rồi. Ui, cái xe dành công đức cái này. Ủa anh Hiếu ơi. Ơi thằng quen nó nghiêng đẹp. Anh Hiếu ơi. Ủa mày không? Đi bé. Má cái xe này bằng tùng béo thì thôi ha. Ôi mà khu đẹp kết à. Ở chỗ này mà chụp hình sống ảo thì thôi. Đẹp. Nên đi trong tương lai. Vào dịp nào nhỉ? Đâu tháng. Hay là giờ má tôi chat vô group. Mà group mà anh em chuẩn bị đi chơi, kêu anh em trong team đổ qua đây chơi nhờ. Thấy trong đây vui phết đó chứ nhờ. À, chứ mọi người hình như bàn ra bàn vô, người muốn đi Nha Trang, người muốn đi gọi là Phan Thiết, người muốn đi Phú Yên. Bây giờ tôi kiểu đúng đâm sùng bể luôn. Tôi bảo là mọi người giờ đi Phú Quốc. À, sao mà tôi bị kích gan hỏi group luôn. Đúng rồi đấy. Chị Trang sẽ bảo là mày đi riêng đấy. Ôi, anh Hoàng này quay đẹp hết nha. Bờ bán bò 100 triệu. Wow.
Wow. Nếu mà các bạn là gọi là dân, gọi là ai mà thích chụp ảnh đi, thích kiểu là như đó, đi đến đâu là có cảnh đẹp để chụp đến đó đi, thì đây là mình quay đẹp hết. Đến cho con Phú Quốc, cái này thật sự là mình, như đó, mình không có làm PR gì cả, nhưng mà thật sự luôn là cái cảnh họ làm ở đây mình thấy mình phải đánh giá thật sự xứng đáng 5 sao, không phải là chỉ đúng là mỗi cái biển của họ thôi đâu, mà cái cách thiết kế của họ nữa. Ở đây là tất cả cái góc, ít nhất là từ lấy mình đi con đường này thôi là mình thấy đến bao nhiêu góc đẹp, là tất cả mọi thứ nó thì rất là chill và nó có cái vibe riêng của nó, và mỗi góc nó có cái đẹp khác nhau. Đảm bảo luôn các bạn ở đây 2 ngày 3 ngày kiểu gì cũng có đủ góc đẹp để các bạn hơi vãi 2 3 ngày đó. Tại vì chỗ này luôn. Chắc thế là thì mình phải công nhận chỗ này đẹp thật. Hơi chua nha, ít ít người. Có 3 dù lượng luôn này. Uầy, 3 dù lượng tại resort luôn, đỉnh đó chứ. Thiền chuối nữa này. Các nó phi anh em ạ. Quẩn cá coi này. Về phần ẩm thực đi, về phần đồ ăn đi, ở bên Intercon đi, khi mình đánh giá về ẩm thực á, mình không hề bây giờ đánh giá họ qua những bữa ăn buổi trưa ở những cái nhà hàng lẻ lẻ hay là bữa ăn buổi tối của họ nhiều quá. Nhưng mà khi mình ăn á, từ cái người ta phục vụ đến không gian của mình ngồi ngay trên bờ cát buổi tối đi với tất cả bạn bè, ngồi rất là chill và trải nghiệm bữa ăn đi, thì cái đấy là cái thứ mà Intercon bán, và đối với mình thì cái đấy người ta rất là hoàn hảo, rất là ok với cái điều đấy. Mình thì là con người mà thật sự khi mình đã đi ăn ở khách sạn 5 sao rồi, mình luôn đánh giá họ về bữa ăn sáng, và đó là cái buffet buổi sáng của họ. Bởi vì buổi sáng của họ là nhiều người mà đến gọi là trải nghiệm qua ăn ở tại khách sạn nhiều nhất, cái số lượng món và cái chất lượng món họ đưa ra trong một ngày buổi sáng này nữa, làm có thể đánh giá cái chất lượng phục vụ và chất lượng đồ ăn của từng cái khách sạn, nhất là mấy cái đó. Giờ mà tôi đi chơi tôi toàn ngủ tới trưa không à, tôi ngủ tới 11-12 giờ trưa xong mà buffet đóng con mẹ nó cửa, tôi phải tự đi ăn cái hộp mì, xong rồi má tối mới đi ra ngoài ăn cùng với mọi người. Thề tiếc thật sự, rút kinh nghiệm anh em à, từ đây về sau đi chơi là mình sẽ thức sớm ăn buffet nơi mà gọi là resort như là ngủ tới trưa không này. Nhưng mà thân tiếc mình thì các bạn biết rồi đó, mình đã có rất nhiều cơ hội để có thể trải nghiệm qua rất là nhiều khách sạn khác nhau, rất nhiều khách sạn 5 sao luôn, mấy khách sạn mà gọi là mấy chục triệu một đêm. Và mình khẳng định các bạn luôn là về phần đồ ăn của bên họ thì có rất là nhiều bên nó cảm giác rất là chung chung, nó rất là bình thường, ăn vô thì cũng ăn được đấy, nhưng mà để ngon thì chưa. Nhưng mà tất cả cái gì mình đang thử ở bên Intercon hiện tại đi, về phần ăn sáng của họ và cái gì mình đang trải nghiệm và mình đang thưởng thức thì đánh giá khá là cao luôn. Không phải là họ chỉ có nhiều option, nhiều món để mình chọn được hay không thôi, trong đấy thì đối với mình đi cũng phải mấy chục món đến nhiều ấy, nói thật luôn là đối với một cái buffet đây là rất là nhiều luôn ấy. Nhưng mà món nào họ đưa ra mình nhìn vô, ít nhất là mình có thể chất để mình test hết tất cả cái món này chắc chắn là chưa rồi, nhưng mà để mình nhìn qua thôi, và cái chất độ tươi của họ, cái gì họ làm có trưng bày ra thì mình thấy ít nhất là nó nhìn hấp dẫn và nó nhìn ngon. Tất cả món đang thưởng thức trên cái đĩa của mình đây thì mình cũng đánh giá khá là cao về nó, từ phần trứng qua đến tất cả mì xào, qua đến tất nhiên là sườn đây, là tất cả mì khô hai cái trứng, mì khô hai cái trứng trong đấy thì theo mình biết là có buffet buổi sáng đúng đời, từ Âu đến Á thì có đấy. Sau này tôi có tiền mở nhà hàng, mở resort tôi sẽ làm buffet như vậy. Thức hết cái đĩa này đây trước mặt và mình sẽ vô lại nhớ lại cái kỷ niệm mình đi nét ngày xưa, và mình sẽ review tiếp cho các bạn xem. Ok, ngon quá. Trong này người ta cho ăn yến free luôn á. Đỉnh vậy. Này phải hú yến không? Đúng yến. Wow. Xịn. Xịn. Sữa chua. Ủa dâu ơi, nó phải màu trắng chứ vậy? Lầu cao nhất của Intercon đi thì sẽ có một quán bar X360. Và đây là một cái quán bar mà đúng rồi, nó tính tiền rồi, 30 đó rồi. Hay là chỉ uống chơi chiều với các bạn bè thôi thì ở đây cũng khá là hợp lý. Rồi, sinh nhật bạn nhiếm vót đi chỗ này hợp lý. Đừng nói với em hết nha.
về á? Về rồi. Lần này đi thì đối với mình cũng là một cái chuyến đi mà mình khá là cần trong mấy ngày nay, cũng đến lúc mà mình cũng phải relax, đi du lịch và xả stress một chút. Sau ngày cuối cùng anh em ai cũng chuẩn bị vali, chuẩn bị đi về và bay về Sài Gòn thôi. Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Wow, quay đẹp quá nhỉ. Ok, sau khi hai vợ chồng mình đi World Intercon về thì hai vợ chồng mình có một cái món quà khá là đặc biệt luôn mà mình đã nhận được từ Vietinbank. Thì mới gần đây thì Vietinbank và bên Bơ Bán Bò có bắt tay vô và làm một cái chương trình khuyến mãi chung với nhau. Thì nếu các bạn ai mà muốn giảm giá được Bơ Bán Bò thì có thể lên app của Vietinbank và các bạn có thể lấy voucher từ trên đó xuống. Tiện tay khi mà mình nói chuyện với Vietinbank sống một đời rất là wow, nói sao bây giờ ta quý hai vợ chồng hai quà này. Họ quý hai vợ chồng và họ cũng muốn gửi luôn hai món quà đặc biệt dành chỉ cho hai vợ chồng mình thôi, và cho thẻ đen sẽ unbox cho các bạn luôn. Trong cái món quà này là có những gì? Ok, đây mình xem coi. Wow, thẻ vệ tinh băng đẹp thế nhở. Ok, đây là một cái áo gió của bên Vietinbank tặng qua đây. Chất lượng đối với mình thì cái cổ này khoảng nói gì mát nhỉ, mát nhưng mà cái cổ như là nó có cái nón, nó có cái mũ trong đây nữa đó. Đấy là cái món quà đầu tiên đi ha. Ok, một cái túi, đây là cái túi to te như là Trang nói của Vietinbank đây đó, là cái món quà thứ hai. Tiếp theo là một cái nón, còn một cái món quà đó chính là một cái áo của bên Vietinbank có tặng cho mình. Nhìn vải rất là ok luôn, vải đẹp ha, vải đẹp mặc mát lắm luôn á. Ok, vải này đẹp thật luôn đấy. Như Xoài thấy thì hình như là em áo này cũng được tái chế từ 7 chai nhựa đã qua sử dụng và được sản xuất tại Việt Nam. Cái này là đây là cái thứ mà thật sự là thấy đen này chờ đợi chắc là nhiều nhất đây. Đây là cái thẻ vừa là debit vừa là credit, cái thẻ mới của mình và Trang. Rất là xịn xò combo luôn. Wow. Hết đâu còn một cái cuối cùng nè. Thẻ đen, thẻ đen. Quà cuối cùng ngày hôm nay. Cái thẻ quyền lực. Có câu hỏi và có thử thách và đây là thử thách và nó thật đúng không? Đúng rồi, thách thật đấy. Thách thật, ok. Thì nếu mà ai mà thật như luôn là tôi làm gì cơ? Tôi là mua những sản phẩm này hay là đặt những sản phẩm này thì khi các bạn làm một cái thẻ mới e-life với bên Vietinbank thì họ sẽ giảm giá tổng giá trị của gift box này xuống đến 50%. Nếu mà ai có yêu cầu và đặt những cái gift box này, các bạn có thể lên trang của bên Vietinbank với cái link ở bên dưới và các bạn có thể nhập từ bên đó và có thể đặt luôn những cái gift box này về nhà. Cảm ơn Vietinbank luôn cũng đã hợp tác với bên Bơ Bò và với cũng một lần nữa là gửi cho vợ chồng mình hai hộp. Hình như sắp tới anh Hiếu định đầu tư vào câu lạc bộ đá bóng nè tại Việt Nam hay sao nhỉ? Đúng không? Anh Hiếu mặc cái áo có cái trái bóng này tôi khoa nghi quá. Khoa nghi quá anh em à. Nghi lắm. Và khá là xịn sò combo và cũng tài trợ hai vợ chồng mình set up một cái tài khoản VIP của ngoài cái tiếng Anh. Thank you very much. Hãy đầu tư cho đội bóng Raven ha. Tại sân Giáp Nhất thứ 3 với thứ 6 hàng tuần. Để quay lại câu chuyện của mình đi. Hey, let's go. Ok, chắc mình sẽ chốt video này tại đây. The review lại cái trip đi bên Intercon thì mình đã nói rồi, cũng khá là hợp lý. Về phần giá cả thôi là mình nghĩ nó sẽ là vấn đề với vài người, với khá là nhiều người. Nhưng mà trừ cái đó ra, nếu các bạn có điều kiện để đi và các bạn muốn trải nghiệm một cái dịch vụ gọi là 5 sao luôn thì Intercon Phú Quốc rất là hợp lý với các bạn luôn. Alright. Còn riêng bản thân mình thì mình sẽ chắc chốt video này. Review hay, chất lượng hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động, khách sạn xịn sò. Mong anh Hiếu ra thêm video nữa. Con mày à, mày ảo thật đấy. Wow. Mày làm clip đi Phú Quốc của Ấn Độ được 7 triệu view hả? Uầy, nhanh thế nhờ.